ví danh đầu bếp. Món nhậu thập cẩm. Phần 2. Được thả à? Kiểu như thế. Thì bắt về tội gì? Họ làm liều. Anh tôi ngồi tù cũng vì họ làm liều. Đánh vợ. Ở đây chuyện đó là bình thường. Nhưng hàng xóm đi báo cảnh sát. Bây giờ vợ phải đi thăm nuôi. Chị ấy nói điều tra viên không cần giam. Anh ta đáp luật pháp là vậy, tức là đi tù. Còn gia đình thì ai chu cấp? Luật pháp gì ngược đời vậy? Đúng là làm liều. Anh sẽ đi đâu nữa? Đàn ông ra tù thích đi đâu hả? Tất nhiên, đến với đàn bà. Nhưng thế này không thể đi được. Mùi nhà tù ai chịu nổi. Cho nên dừng lại gần siêu thị nào đó. Tôi thay đồ. Mua gì đó bày bán. Có hoa và cả sâm banh nữa. Có ngày. Rất tốt. Đây, tôi cần nửa tiếng là quá đủ. Anh cầm, vì phải chờ. Tôi sẽ nhanh thôi, tôi chờ. Văn phòng, tôi chân chạy một. Đối tượng đã vào siêu thị. Một người ra khỏi xe, đang đến gặp lái xe. Thế nào, anh định đi đâu? Đi gặp đàn bà. Vào kia mua rượu vang, hoa quả. Mua đồ để thay. Nói là mùi nhà tù. Để bốc mùi nhà tù thì hai ngày như hắn chưa đủ. Ít nhất phải ngồi hai tuần. Hắn bịp bằng cậu con tin. Ôi ai biết. Tôi hay tin người. Cậu không chở người mà là chăn cù. Ngồi trong xe bọn tớ giải quyết không cần cậu. Hình như lái xe được gài vào. Theo hắn, nhanh lên. Chân chạy một. Tôi chân chạy hai. Thêm một thằng gì nữa xuất hiện. Thấy rồi. Đồng chí, rìa bị rời ra kìa. Cảm ơn. Anh tha lỗi vì xảy ra như vậy. Vì bạn anh suýt đánh của tôi à? Ừ thì tha. Tiếp theo là gì? Chúng đang thiệt anh. Thấy rồi, có mù đâu. Chỉ thế thôi à? Đó là quân của rắn độc. Bọn chúng được lệnh phải bắt sống anh. Còn anh được lệnh bắt chết tôi à? Tôi sẽ giúp anh đi khỏi thành phố. Anh đề xuất gì? Xe tôi ở ngoài bãi, xe Jeep đen số 507. Ta làm thế này. Không cần, anh ra ngồi xe chờ tôi. Tôi sẽ ra nhanh xong biến đi.
Vâng. Chúng tôi để sổng. Hắn chạy rồi. Thế nào, mèo con, tóm được chuột chưa? Ăn chuồng qua cửa thông gió trong phòng vệ sinh. Lối thông đi đâu, ai biết được. Sống không có đàn bà thì buồn. Không có người ngu thì khổ sở. Không có tôi thì các anh làm gì hả? Đó là gì? Không là gì, mà là ai? Khách hàng của ta. Bây giờ sẽ ra ở phía bên kia. Ô. Bây giờ ta sẽ tóm hắn ở đó. Chưa cần, ta chờ để hắn tin là đã thoát rồi mất cảnh giác. Lúc đó ta sẽ tóm gọn. Hắn bị cài định vị à? Ừ, định vị. Cài ở đâu? Thì cậu nghĩ đi. À, biết rồi. Biết à. Cậu cũng không đến nỗi vô tích sự. Drama. Nhờ xem phim, thế là tốt. Văn phòng, tôi chân chạy một. Chúng để sổng anh ta, đang đi về. Chân chạy một theo chúng. Chân chạy hai, đến cửa nội bộ. Chân chạy một rõ, chân chạy hai rõ. Ê, hey, anh từ đâu ra? Từ chỗ kia. Nó ra đâu? Đằng kia. Văn phòng, tôi chân chạy hai, đối tượng đi ra ở cửa nội bộ. Có đuổi theo anh không? Hình như cắt được rồi. Cẩn thận thì vẫn hơn. Đối tượng nặng thêm, ngồi vào jeep đen và đi, bám theo chúng. Chạy vòng vèo như bánh cuốn. Xem này, kiểu như để cắt đuôi. Cứ cho chạy. Ta chẳng được gì khi chạy theo hắn khắp thành phố. Giữ cự ly gần lại. Lúc nào thì ta đóng gói hắn. Anh tưởng dễ lắm à? Từ nhà tù Keret báo là hắn gặp Rasser Bisonui để giải quyết. Một mình hắn quật Jeffy và hai tay trợ thủ ngã chỏng gọng. Ngay tại đó à? Rasser Bisonui làm gì? Nghĩa là hắn quật đúng chủ đề. Nếu như Rasser Bisonui không dính líu gì, còn ta sẽ thế nào? Đi khôn. Tức là chúng ta đang đi dẹp một cậu xử sự đúng. Sao không theo luật lắm? Tôi đồng ý. Việc này phi pháp lý. Này, cả hai im mồm đi. Được, muốn theo luật à? Tôi giải thích cho. Van Dai, anh quên chuyện vướng con bé ở Ivanovo rồi à? Hay là anh không biết lúc đó anh phải xử sự theo luật giang hồ? Còn anh Poma, quên chuyến bò ra khỏi trại tạm giam ở Tula, qua cống xã, nửa người chìm trong phân. Anh là ai sau vụ đó? Kẻ ti tiện, ăn bám hay là gì? Sao không nghe gì cả? Anh còn cười gì? Burachino, quái đản. Kéo anh từ đâu ra? Có cần nhắc lại không? Tôi sao lại là Burachino? Tại vì anh ti tiện. Nói thế nào trước hỏi anh em trung thực hả? Không cần nói. Thôi được, Tikhon. Đi săn đuổi anh em tử tế. Nhưng sẽ đi. Và nên nhớ, quyền giải thích luật không phải của người xử sự đúng, mà là của ai có quyền, hiểu chưa? Ừ. Ta đi đâu đây? Anh không nên đi tàu, đi máy bay cũng thế. Người của rắn độc đầy, và cảnh sát cũng tìm anh. Rắn độc là người mà ta đụng đến kinh doanh của hắn à? Tự đoán ra, ở tạm giam, họ nói khi giải quyết. Ừ, anh rất may khi gặp Rasser Bisonui, là thế hệ lão thành, không ngại gì. Rắn độc mà xử đúng theo luật, nghĩa là anh định tiết kiệm và đem chúng tôi đi thí. Thế thì sao vụ này anh là ai? Nếu theo luật các anh, chuột cống mà. Ăn nói cẩn thận. Tôi cố để cho tôi à? Anh nhìn đường và giảm tốc độ đi. Anh đừng dạy tôi lái xe nhé. Gì mà hét khiếp thế? Thì anh dạy gì? Tôi không là học sinh lớp 1. Để anh nói mấy thứ sơ đẳng. Kìa, phải giải thích cho ông ta. Dính rồi. Nếu có gì, ta nói tôi với anh là bà con nhé. Ừ, anh em song sinh. Bây giờ sẽ em chuyện.
Đại úy đẹp, đi đâu mà vội thế? Giấy tờ đâu? Có vi phạm đấy. Xin lỗi chỉ huy, do lơ đễnh. Sẵn sàng chuộc tội. Bằng máu à? Máu đỏ làm gì? Màu xanh. Thì là rau mùi hay rau thơm? Trong giấy tờ ghi rõ tất cả. Nhớ đừng vi phạm nữa. Chúc lên đường may mắn. Đồ chó. Đó là anh nói ai? À, tôi nói thế. Tự rủa mình. Đi con, xem này. Trên đường đi hắn bỏ xe, dùng hai chân chạy bộ. Phải tóm ngay. Thế thì ai sẽ tóm hắn? Nếu hắn võ nghệ đến thế, mình tôi làm, cho phép đi. Không làm hắn mà phải bắt sống. Anh không đủ đồ cho việc đó. Thế thì ai có đủ? Alo, tôi đây. Nghe này, có việc. Anh vào trung tâm nhé. Bây giờ anh có thể không cần nói với tôi gì cả. Trên trán anh ghi rõ tất cả. Và đừng rên rỉ ở đây với tôi như bò đực trước khi giao phối. Để sống hắn thì sẽ chịu tội. Anh làm cả hội thất vọng. Quân của rắn độc tìm diệt hắn. Ừ. Còn tôi thì kéo hắn ra được. Tôi nghĩ đi theo tôi. Rồi tôi đưa về nhà. Quân ta đang chờ ở đó. Hắn làm sao tin anh được? Nếu anh muốn cho hắn sang thế giới bên kia, bản thân anh có tin không? Hắn chỉ xài anh hết các kiểu, trong khi hắn đang cần anh. Giỏi lắm, anh bạn ạ. Ngu thì cần phải học. Alo. Chào anh, Misania. Lấy gì đáp lại vinh dự thế này? Răng độc đích thân gọi cho tôi. Anh biết tôi không thích lái xe. Ta xử sự lịch sự nhé. Được thôi. Ta cần gặp nhau, có việc để bàn. Anh đến nha, càng sớm càng tốt. Ai cần sớm, ai cần tốt. Cần cho anh bạn à, cả sớm và cả tốt. Cho nên lấy mái chèo và chèo đến đây ngay. Ôi, làm sao đưa cho mày được? Đưa cho ai? Hay là đưa xác cho ông ta? Hả? Xác của ai? Của ai à? Tất nhiên là của anh. Thôi thôi được, trong khi hắn đang chạy trốn thì tất cả phàn nàn về hắn chỉ là khoác lác. Như cớm thường nói, không có cơ sở chứng cớ. Cho nên anh cứ tạm sống.
Thế đã. Trả lại, trả lại đồ khốn nạn. Cô cầm. Cảm ơn anh. Này, anh đúng là người hùng, y như Batman. Đồ chó, giật đứt quay. Túi này giá 500 đô la đấy. Không, đi chơi kiểu này thì thôi. Chúc ngon miệng. Cái gì? Thế nào? Ổn cả. Tôi giữ tất cả trong tầm kiểm soát. Ở đó có à, ngài ba cấp đến. Đến à? Với ai đó thì đó là ngài. Còn với tôi thì đó chỉ là đôi giày rách. Với tôi, lão ta là cái mụn nhọt. Cứ để cho bò. Khoái lắm à. Hay là mời tôi nếm một tí để mở đầu câu chuyện. Sao lại không mời được? Sẽ mời. Nhưng hiện tại mời anh đồ ngọt đã. Nghiên cứu đi. Cái này à? Ừ ừ. Nghiên cứu đi. Đặc biệt là mấy chỗ gạch dưới. Đây. Đây. Gì đâu? Toàn bốc phét. Tôi không đặt hàng gì qua mặt anh hết. Và cả trong tờ giấy này không thấy việc đó. Cả người áp tải và lái xe đều không khai gì cả. Vâng, tất cả này giống như trò theo dệt của cảnh sát để làm hại chúng ta. Ừ ừ. Trong cả vùng này, đây là phần việc kinh doanh của tôi. Misan à, không một giao dịch nào ở đây được qua mặt tôi. Anh hiểu chứ? Anh thích thế không? Không thích. Nhưng trước thế này và sẽ thế này. Và anh không thay đổi được. Tôi đồng ý. Không muốn thay đổi. Tất cả hoàn toàn hợp ý với tôi. Được. Anh nói cảnh sát bị ra chuyện này à? Ừ, rất có thể. Còn nếu không thì lúc đó sẽ có hai khả năng. Hoặc là đứa nào của anh làm bậy. Hoặc có thể anh đang nhồi sọ tôi ở đây, Misan, đúng không? Và lúc đó, Misan, đây là cáo buộc đối với anh và kèm theo trừng phạt. Ừ, vì là lần đầu tiên vi phạm. Cáo buộc kiểu này cần phải có chứng cứ nghiêm túc. Vichia à? Tất nhiên ta không là cướm, ta giữ lời mình nói. Nếu là cáo buộc thì sẽ có các chứng cứ nghiêm túc. Lúc nào có chứng cứ nghiêm túc thì lúc đó anh hẳn gọi cho tôi. Ừ, sẽ có đủ. Chỉ lúc đó anh hẳn gọi cho tôi. Vâng, anh bạn Misan à. Vâng. Tay áp tải sao rồi? Ta đang dẫn và kiểm soát. Nói với Tikhon làm nhanh lên. Tôi cần hắn phải sống và tương đối khỏe mạnh và kiềm chế mấy đứa hung hăng. Thiếu tướng xin phép báo cáo. Ừ, nói đi, nhưng nhanh nhanh lên. 10 phút nữa, họp ở chỗ thứ trưởng. Tất cả đúng quy chuẩn chứ? Người áp tải được thả, phát hiện thấy đuôi bám theo nên bỏ chạy, phát không. Còn tùy thoát khỏi tay ai. Xem để đừng ép tình huống quá. Mọi thứ phải làm thật tinh xảo. Anh nghĩ sao? Lúc nào sẽ có kết quả đầu tiên? Báo cáo gì lên trên ấy bây giờ? À, tôi nghĩ thế này. Trong vài giờ tới, chúng ta sẽ rõ triển vọng tiếp theo của chiến dịch. Vâng, chắc sẽ như thế.
Với báo cáo này thì triển vọng của tôi với anh sẽ rõ ngay sau 20 phút. Được, còn anh ta ở đâu? Ngồi ở quán với cô gái. Cô gái nào? Vô tình gặp. Anh xem để đừng chơi bời. Anh ta có cô gái, còn ta thì có công việc. Sau phiên họp tôi sẽ đích thân gọi cho anh ta. Anh nghĩ rõ. Cưới xong, tất nhiên không thể phàn nàn gì cả. Mẹ anh ấy cố gắng hết sức. Căn hộ, hai xe ô tô. Chúng tôi thường hay đi nghỉ mát. Nhưng đành phải bỏ học. Anh ấy cương quyết như vậy. Thế rồi vài năm sau, khi màn màu hồng trên lăng kính tan biến đi, tôi hiểu ra rằng mình đã sa vào vũng lầy thế nào. Tôi suy nghĩ nhiều và quyết định cần quái gì cuộc sống gia đình này. May mà lúc đó còn chưa sinh con đẻ cái. Tóm lại, tôi thu dọn đồ đạc, đến gặp anh chồng cũ và nói goodbye tình yêu của tôi. Và đây, như anh thấy, tôi tận hưởng cuộc sống của mình. Thế còn căn hộ, xe ô tô, bỏ những thứ tốt cũng khó. Ý anh là về gì? À, anh nghĩ là tôi bỏ anh ấy và ra đi hả? Không không, đó là tôi dọn đồ đạc của anh ấy, bỏ cẩn thận vào xe và bảo đánh xe về nhà mẹ. Anh nói đúng, bỏ cuộc sống sung sướng là việc rất khó. Nhưng tôi có định thế đâu. Còn nếu mẹ anh ta kiện ra tòa, tôi hay hắt hơi vì giúp mẹ anh ấy. Tôi sẽ bố trí cho bà ấy một bữa. Ôi xin lỗi. Vâng. Xin chào. Cái gì? Cần làm việc đó gấp thế nào? Tôi hiểu. Ừ. Xong tạm biệt. Có gì quan trọng mà? À chỉ thế, về công việc. Công việc gì vậy? À chạy giao hàng, tiền công cũng được. Anh thêm gì nữa không? Không, thế thì ta đi. Có gì mà ngại? Chính anh nói bà con không có, chưa biết ở lại đâu. Nào đi, đi đâu? Còn đâu nữa? Đến hàng của tôi còn nợ anh chuyện chiếc túi. Phải trả chứ, với lại tiền bạc, giấy tờ và đồ lặt vặt ở đó cả. Và đừng sợ, trạng thái đồ của anh vẫn sẽ nguyên vẹn và an toàn. Tất nhiên, nếu anh muốn thế. Thôi ta đi. Ừ thì đi. Ta lại kia. Văn phòng, tôi chân chạy một. Đối tượng và người vừa gặp đã ra đường. Ta ở cự ly trung bình. Hàng xóm thì sao? Hiện tại sạch sẽ, chưa xuất hiện. Văn phòng, tôi chân chạy hai. Đối tượng và người đó vào nhà. Ta đã ghi địa chỉ. Còn hàng xóm? Không thấy. Rút ngắn cự ly và tăng cường quan sát. Tôi hiểu. Chúng ta đến rồi. Anh vào đi. Ô, hàng của cô đây à? Tổ thì đúng hơn. Ấm cúng chứ. Vâng, vào đi, khỏi cởi giày. Không cần. Nào vào đây. Anh xem, nghỉ ngơi làm gì? Ở đây cũng được. Tùy anh thích. Còn tôi có việc phải đi bây giờ. Còn cái này tôi khóa. Nhỡ có chuyện gì? Được chứ? Ừ được. Cô đi lâu không? Anh chưa kịp buồn đâu. À này, anh nấu bữa tối đi. Ở đây có đủ thực phẩm, bia và nước khoáng. Thôi tôi đi. Đừng buồn nha.
Chân chạy một, tôi chân chạy hai. Người đó đi ra phố, đối tượng ở lại trong hang. Đây rồi, đang chờ. Hello, tôi đang ở gần nhà, anh có thể đến? Không, tôi nghĩ rằng sẽ không lâu, cho nên đến nhanh lên. Xong, tôi chờ. Ego, anh sao? Ổn cả chứ? Gần như thế. Cái gì xảy ra? Tetroxin, chất độc làm tê liệt. Với liều nhỏ thì gần như vô hại. Chế biến từ cá nóc biển. Từ con gì? Cái đó tôi nói với anh sao? Còn về bữa tối thì cảm ơn anh. Đẹp. Này, anh đừng. Này anh bạn, xe chờ thì trả rồi, còn đi xe thì đã trả chưa hả? Xin lỗi, tôi quên. Chỉ nhớ kém quá. Không sao, ta sẽ điều trị khỏi ngay. Đúng không, Larissa? Thích ảo thuật hả? Xem này. Đồ xịn đấy. Y như của gián điệp. Đây là đền bù tổn hại về tinh thần. Ê, đồng hồ của tôi, đưa đây. Anh học cách làm việc với cô ấy thì tốt hơn. Hắn hình như sạch sẽ. Phải kéo lên xe thật êm, quấn vào thảm. Không cần. Chói anh ta và bịt mồm lại, vì thuốc sắp hết tác dụng. Mà tôi thì hết thuốc rồi. Tôi đã nạp vào tất cả chai. Phải làm thế cho chắc ăn. Thuốc làm gì? Không cần thuốc. Thế nào thiếu tướng? Hợp với thứ trưởng thứ nhất chắc nóng lắm. Không, như không khí làm việc. Không hỏi à? May cho anh, ở đó sao rồi? Sao nữa? Anh áp tải của ta bị tóm. Cô gái hóa ra là đóng thế. Chúng làm vố đẹp thật. Anh ta giờ ở đâu? Chúng đang xử lý ở nơi bảo mật. Muốn biết điều mà cả nhà tù Kerret và trại tạm giam không moi ra được. Anh nghĩ đó chính là bọn ta cần à? Tôi tin chắc. Chỉ còn cần biết thêm đứa cầm đầu và đặt dấu chấm hết. Xem đấy, để không là dấu ba chấm. Sẽ cố gắng. Các anh là ai? Tôi là Tikhon. Kia là Drama. Tôi muốn anh trả lời vài câu hỏi. Việc anh sẽ sống tiếp hay không phụ thuộc vào sự cởi mở của anh. Thì hỏi đi. Câu hỏi 1. Hàng từ đâu ra? Từ một kho ở Bắc Cáp-cát. Năm ngoái, ở khu đó xảy ra một vụ cháy lớn. Hiểu rồi. Tức là lúc đó anh và bạn bè của anh khuân đồ ra và bây giờ xóa dấu vết. Tại sao đến giờ mới bán? Tìm khách hàng. Câu hỏi 2. Ai là người mua? Bakasovsky. Anh làm sao tìm ra hắn? Ngẫu nhiên, một người trong chúng tôi đến Ai Cập để nghỉ. Ở đó làm quen với một người, nhậu vài lần, rượu vào, lời ra. Hiểu rồi. Tức là nếu anh thấy người đó thì có thể nhận ra, còn tùy ở đâu nữa. Thôi, đừng làm bộ nữa. Tất nhiên là không ở tòa án. Tôi được gì nếu làm thế? Được sống, thằng ngốc ạ. Sao thế? Tôi cho phép cậu nói à? Anh tha lỗi anh em. Có hơi vô kỷ luật vì đã lâu chưa tổ chức học chính trị. À, cũng là chiến binh nè. Ừ, cũng từ đó. Thế nào anh Ego?
Nghĩa là anh sẽ không phủ nhận lời anh vừa nói và sẽ nhận ra người đó. Thế tôi còn cách nào khác nữa? Không, ở đây không có ngoặc. Được, thế là tốt. Nào, Van đây. À, Drama, cởi trói cho anh ta. Còn Larissa, cô sửa sang anh ta cho tử tế, để sau này khỏi kêu ca là bị chúng ta bất cung. Và anh ngồi cho yên, ta sắp đi. Anh này Drama, cậu trả đồng hồ lại cho anh ta. Không thì dễ bị mang tiếng là cướp bóc. Nào, bây giờ tôi tô kẻ cho anh, chỉnh sửa lại, giúp anh thành một chàng trai túng tú. Nhưng anh ngồi yên, đừng cựa quậy nhé. Vâng. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Tôi hiểu rất tốt. Chờ chỉ thị. Anh ta sẵn sàng xác nhận. Đang chỉnh sửa cho đàng hoàng. Tôi đã bảo phải cẩn thận. Hy vọng não và lưỡi anh ta đang còn nguyên vẹn. Alo, Misan. Ừ, chào anh. Tôi còn nhớ, anh yêu cầu phải có chứng cứ nghiêm túc. Thì tôi có đây, Misan à. Tôi chờ anh, đến ngay nha. Nhưng anh phải đem theo. Chú ý này, đem theo tất cả các cậu của anh mà năm ngoái đi nghỉ ở Ai Cập. Ở Ai Cập? Ừ. Ở Ai Cập. Nhưng nhất định phải đem tất cả. Nếu không thì sẽ không hay đấy. Tôi nóng lòng chờ anh. Rắn độc vừa gọi. Chúng tìm ra chứng cứ. Chắc là tóm được chiến binh của anh. Tôi biết làm sao bây giờ. Anh nộp tôi cho rắn độc à? Anh cần anh làm quái gì? Anh cần tôi để túm đầu tôi dúi vào đống phân thối và muốn để tất cả anh em biết chuyện đó. Anh sẽ tính gì? Sẽ phạt tiền nặng, còn về sự trả manh sẽ giao cho tôi. Cái gì của tôi? Sự trả manh tức là kiểu gần như hành quyết. Vậy nên anh chuẩn bị đi. Tôi sẽ chiến đấu lâu, nhưng rất cẩn thận. Này, hay là tôi không cần đi? À, không phải đi. Răng độc không dễ cho qua đâu. Anh chọn đi, thằng áp tải đó sẽ nhận ra cái gì của anh. Bộ mặt hay là cả cơ thể. Tôi nghe đại tá. Chúng di chuyển. Thiếu tướng ạ, đem theo anh áp tải của ta. Ừ, theo anh. Chân lý sắp sáng tỏ à? Hiện tại còn sớm để kết luận như vậy, nhưng cũng gần như thế. Anh sẵn sàng mọi thứ chưa? Rồi, tôi chờ tín hiệu. Ừ, được. Chúc may mắn. Có quỷ giúp. Văn phòng tôi chân chạy 1, đối tượng đến, đang vào nơi đó. Văn phòng tôi chân chạy 2, thuộc hạ cũng đã ở đó. Tôi hiểu, chờ gọi lại. Ăn đây. Mời anh Misan, chứng cứ chính đây. Thì sao? Nghĩa là nếu tay này chỉ chỏ ai đó trong số người của tôi, thì tôi sẽ phải tin hắn à? Đừng lý sự, Misan. Anh biết tôi không bao giờ chơi trò giỡn. Vâng, tôi có tất cả tài liệu về việc hắn làm. Còn nếu anh muốn, tôi có thể hỏi anh em ở Rosatop để biết chính xác ai trong số người của anh làm việc ở đó. Nhưng có cần không? Thôi được. Nhưng nếu hắn đưa ra đồ giỡn với tôi, thì anh giao hắn cho tôi. Được chứ? Ừ, ngay bây giờ. Xong việc, ta sẽ bàn giao. Đây, vào đây, vào đây.
Đây, mời mọi người có thể lại gần hơn. Ta bảo anh lại gần hơn. Nào, nhìn đi, nói đi. Đây, người này tên là Kutep. Ít ra thì anh ta tự giới thiệu với tôi như vậy. Kutep bước ra. Anh ta nói có thật không? Lôi cổ thằng khốn này đi. Tất cả nghỉ. Anh em ra cửa. Đừng vội. Nói chuyện với anh còn chưa xong. Thế này, với người của anh thì anh tự giải quyết. Còn việc anh ta tự ý hành động, tất nhiên nộp phạt bao nhiêu thì chúng tôi sẽ tính, sẽ làm rõ. Hiện tại anh nghĩ Stanislavski, may mà không rơi nước mắt. Tôi có thể theo dõi. Nếu họ không trị tay Kutep đó thì ta có thể lên án họ được. Không cần, không cần. Baka cũng đã đầy quân rồi. Dồn hắn vào góc để làm gì? Người bị dồn ép, dù là yếu nhất, cũng sẽ rất nguy hiểm. Còn làm để cho tất cả thấy, việc này thì ta cần cố gắng, sẽ làm. Còn với anh này, lại đây. Đây là đất của tôi. Ở cả vùng này, không có ý kiến của tôi thì không một ai được mua gì, bán gì, thậm chí là súng cao su. Bây giờ anh kể chúng tôi nghe về các chiến hữu của anh. Hay anh nghĩ rằng quân của tôi không giúp anh mở mồm ra được? Hơi khó đấy, hơi khó, nhưng chúng làm được. Làm được. Thôi được. Thế thì ta bàn thêm, chúng tôi bốc hàng cho ai thì có khác gì nhau? À, thế cũng là cách. Nhiều không? Đủ cho vài sư đoàn ở Pite. Chúng tôi còn một lô hàng nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa đen. Mấy người đó hứa sẽ lấy tất cả, nên chúng tôi đã chuyển sẵn một lô hàng nữa để đề phòng. À, làm nhanh gọn đấy. Biết sao thì làm vậy. Ở đó có gì? Phần lớn là vũ khí hạng nhẹ, gồm tiểu liên và phóng lựu. 5.000 đơn vị. 5.000 đơn vị. 5.000 khẩu. Bao nhiêu? Sao mà anh cười? Được, thế thì tiền trao cháo múc. Đương nhiên, tất nhiên là như vậy. Anh sẽ lấy tiền mặt, là đích thân giám sát tình hình. Hiện tại anh nghĩ 5.000 đơn vị. Ê, ê, làm gì đây? Tín hiệu quy ước. Đống đổ nát này là gì? Đây là nhà máy cũ. Ở đâu? Đằng kia. Ta lại đằng kia. Trước tiên, ta xem hàng. Xem đi.
Đứng yên. Đứng yên không tao bắn. Tất cả đứng yên. Bộ đội à, chạy giỏi đấy. Cơm từ đâu ra tao không hỏi. Đó là câu hỏi số 2. Còn số 1, mày tự đưa tiền hay thế nào? Hay là thế nào? Trả lời cho câu hỏi số 1. Theo tao hiểu, không cần nữa. Các anh không có quyền. Đây là nhầm lẫn gì đó. Tôi sẽ khiếu nại. Đây là vụ khiêu khích. Anh còn nói gì nữa? Anh vô tình có mặt ở đây với vali đầy tiền và cả một kho vũ khí. Tất cả hành động và lời nói của các anh đã được ghi lại, cho nên trước khi bập vào nên sàng lọc tất cả. Thằng xách vali đâu? Hai đứa chạy lọt. Hắn là một trong hai đứa. Cho chúng lên. Tôi nghe. Thiếu tướng à, xong tất cả. Bắt quả tang ngay tại trận. Xác định tên cầm đầu chưa? Rồi, tên UF nào đó. Nhưng tôi nghĩ hắn đã biết sự việc và đã nhờ luật sư. Đó là việc của điều tra. Ta đã làm phần việc của mình, tìm ra kênh và chặn lại. Tay ấp tải thế nào? À, chạy rồi. Cùng với tiền. Đẹp đấy. Được, làm xong ở đó. Và đến gặp tôi để báo cáo chi tiết. Rõ. Lên xe. Hello Felix, Luri đây. Có hai vé bóng đá vào ngày thứ bảy, chờ cậu ngày mai. Chào cậu. Sao thiếu tớ được? Bây giờ tớ mới ăn sáng. Malinin, anh là đồ lợn. Vì anh tôi ngồi đây đã 2 tiếng, còn anh? Đúng là lợn. Đừng gọi cho tôi nữa. Xong, tạm biệt. Chào bố. Lớp con đi Novgorod tham quan 3 ngày. Mẹ nói bố đưa tiền, ở đó không nhiều, chỉ có 10.000. Trân trọng, con của bố Yaroslav. Ngài Malinin, InvestRedit gọi. Khoản thanh toán tiếp của ngài đã quá hạn. Ngài có thể gọi lại cho chúng tôi và lúc nào ngài thuận tiện. Felix con ơi, mẹ đây. Con có nhớ mai dì Liêu Ba đi nhà nghỉ không? Con hứa sẽ giúp đưa dì đi đến đó, hôn con. Chào anh. Chào cậu. Anh vào đi. Bây giờ tao uống cà phê. Này, vậy là một đứa chạy thoát. Đứa mà chở cậu từ nhà tạm giam. Không thoát. Hắn nằm ở lò hơi.
Thế à? Chắc anh em tìm ra rồi. Phải báo cho tuần tra để mừng hụt. Đó là xác của ta. Đừng ghi điều đó vào báo cáo. Còn thằng Cầm đâu? Thằng Cầm đầu à? Khởi tố. Nhưng vào tù hay không thì tôi không biết. Còn tùy bên điều tra làm việc. Luật sư bay đến thăm hắn còn quá rùi bâu. Tất nhiên chưa thể biết được. Chúc cậu trở về chàng đầu bếp. Ồ, thế thì đi kiếm ly. Đưa đồng hồ đây, tôi phải nộp lại. Vâng, lúc trong tù chúng đặt tên rửa tội cho tôi là đầu bếp. Tôi nghĩ thế là tôi, chúng biết. Hóa ra chỉ là trùng hợp. Hay là ta đổi bí danh khác? Không cần, phải làm lại thủ tục từ đầu. Và tôi cũng quen nó rồi. Đúng thế. Sao trên vỏ bị xước thế này? Lúc nào cậu mới biết giữ gìn tài sản nhà nước hả? Thôi anh đừng hét, chúng cài báo định vị vào đấy. Cho nên cứ đi mà kiện chúng. Ừ, tôi còn phải đi nộp. Tất cả tiền ở nguyên tại chỗ. Mai ta sẽ đi nộp cùng báo cáo và ghi biên nhận. Xin lỗi, nhưng cần kiểm tra. Ừ được, công của cậu đủ bù cho đồng hồ bị xước. Tiểu phẩm này gọi là gì? Món nhậu thập cẩm. Hết tập 2. Thank you.